lập kế hoạch cho thành công, thì chúng ta hãy lập luôn kế hoạch cho thất bại. Trong cuộc sống chúng ta ấy, chúng ta muốn cái gì đó thì chúng ta phải chấp nhận đánh đổi. Chúng ta mất thì chúng ta biết được sao mất. Một cái điểm đi từ điểm A qua điểm B. Chúng ta luôn luôn có rất nhiều cái rào cản thế này. Cái rào cản nó chẳng chỉ như vậy. Vậy nếu như bây giờ chúng ta thì ngồi đó, chúng ta liệt kê ra những cái rủi ro, những cái khó khăn ấy. Tất nhiên là trong khi chúng ta lập kế hoạch, chúng ta phải chuẩn bị mọi tình huống. Lập kế hoạch cho thành công thì chúng ta hãy lập luôn kế hoạch cho thất bại. Như bây giờ hay nói là chúng ta hãy lo hậu sự cho trong trường hợp xấu nhất. Thì á, còn nếu 100% những kế hoạch chúng ta lập ra mà nó sẽ thành công ấy, thì ai cũng lập kế hoạch. Nếu chúng ta không lập kế hoạch thì hãy chuẩn bị lập kế hoạch cho thất bại. Nếu chúng ta không chuẩn bị thì hãy chuẩn bị cho thất bại, đó là việc đương nhiên. Nhưng mà chúng ta hãy nghĩ đến các cái trường hợp làm thế nào để chúng ta cách 1, cách 2, cách 3, các cái phương án như thế nào. Đó. Còn bây giờ chúng ta liệt kê ra ngoài toàn nỗi sợ cho nên ở công ty của mình ấy. Thì khi đó chúng ta ngồi nhìn toàn là nỗi sợ rồi. Chúng ta không nghĩ được giải pháp gì hết đó. Nên công ty của mình ấy, thằng nào mà bước vào phòng của mình ấy, mà nói vấn đề gì đó, mình hành động ba giải pháp. Còn không đừng có nói. Nếu toàn là khó khăn không, khó lắm anh ơi, không làm được đâu. Cái đó kinh khủng lắm. Thì cút, đừng có nói chuyện nữa, mất năng lượng. Vậy giải pháp là gì? Ví dụ bây giờ ấy, anh giao cho bạn nhân viên, em lên đây, em chỉ cho anh yêu cầu em là tuần này làm cho anh cái đó. Thì bằng nghiệp vụ chuyên môn sự lớn leo của họ ấy, kiến thức kinh nghiệm họ có, họ giải thích cho anh, anh cũng thấy hợp lý, thôi mày khỏi làm đi. Anh thấy ok. Nhưng bây giờ anh không cần quan tâm. Giờ này 12 giờ thứ bảy tuần sau, anh muốn em có mặt ở đây và đưa cho anh 5 giải pháp. Vậy trong trường hợp thứ nhất, nếu anh nói thôi khỏi làm đi, từ tối nay về nó vẫn thẳng cẳng hai chân, nó nằm nó ngủ như chết, nó ngủ cho mập thấy ra. Nhưng nếu anh nói nó từ bảy tuần sau đến 12 giờ trưa đưa cho anh 5 giải pháp như vậy, từ tối nay đến thứ bảy tuần sau tôi đố thằng đó ngủ ngon được. Vậy chúng ta đang làm một điều thiện, đầu tiên là giúp nó giảm cân. Đã sổ ở đây các ông đi cắn mới coi ra các ông chuẩn bị thừa cắn hết rồi. Đó, anh nữa đó. Nhìn tưởng to còn, nhưng nhìn này là cũng bắt đầu thừa rồi đó. Vậy á, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, từ tối nay về nó đọc hết tất cả các cái tài liệu tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, tiếng Lào, tiếng Ả Rập chứ bữa nay ấy. Vậy thì cái thiện thứ hai, chúng ta giúp nó học được ngoại ngữ. Thứ bảy tuần sau nó lên, có thể nó không có nắm giải pháp, thậm chí nó cũng chẳng có giải pháp mè nào hết đó. Nhưng nói anh ơi, bây giờ em ngồi em nghiên cứu, em trăn trọc, em mới nói chúng ta không làm cái dự án đó, không làm theo phương án đó. Em thấy phương án này hay này, nó trình bày thật đúng là tuyệt vời, và làm nói nào đó. Cho nên là chúng ta hãy liệt kê ra, chúng ta hãy lập kế hoạch để chúng ta làm, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai ấy, ngày xưa mình vậy, mình cũng chấp nhận mình đánh đổi. Bây giờ anh làm bằng cách nào đó, anh có được 360, có được 1 tỷ. Thì bây giờ bằng cách nào đó, sau khi anh mất anh cũng sẽ kiếm lại, thậm chí anh sẽ kiếm lại nhanh hơn rất nhiều. Bình vẫn hay nói với Bình cách đây mấy vợ của mình mấy năm trước á. Mình nói chẳng vấn đề gì cả, chẳng có gì phải lo cả. Chúng ta từ không có tiền bạc, không có mối quan hệ, không có kinh nghiệm, không có học thực, không có kiến thức gì cả. 10 năm chúng ta xây dựng được doanh nghiệp như vậy. Vậy thì bây giờ trong trường hợp nó thất bại nó không còn gì nữa. Nhưng mà chúng ta có cái này, có cái thứ tròn tròn này, đó là cái đầu. 3 năm anh sẽ làm lại đúng như những gì chúng ta đang có. Nên chẳng có vấn đề gì cả. Mất thì thôi. Cho nên là mình sẽ chỉ cho anh cái công thức tài chính cá nhân, công thức về quản lý tài chính cá nhân để anh giảm thiểu rủi ro. Vì bầu đó bên những đề trong cái đó công thức thì nó ghi cho chính xác. Không mà công sai thì các anh chị lại làm sai. Đó. Thì công thức thì mình phải lấy tài liệu ra, phải lấy bí kíp ra. Đó là công thức thì nó phải tính chất tuyệt đối. Không để sai, sai một lý là đi. Người ta nói đi sai một lý đi 100, còn cái này sai một lý là xuống hố. Đó. Thì á, con cái của anh Thiên ấy, chúng ta sẽ có công thức gọi là đòn bẩy 3 ô. Cái này đáng lẽ
Trong khóa này Bình Hùng chia sẻ, Bình Hùng có trong tài liệu của cái báo ố này. Nhưng mà khi anh hỏi thì Bình là cái chia sẻ khóa này, cái này khóa trước Bình có chia sẻ rồi. Công thức đòn bẩy báo ố. Nếu khi chúng ta không có nhiều tiền, chúng ta thì có thể là O, T, Order People Time. Order People Time sử dụng thời gian của người khác. Không ai thành công được một mình, không ai thành công mà không có đội nhóm. Cho nên nếu các anh chị, chúng ta sử dụng cái đòn bẩy này. Nếu chúng ta là một người, chúng ta đang làm được 100%, đúng không? Thì còn làm nữa thì cũng 100% của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta có được hai người cộng sự bên dưới chúng ta, chỉ cần họ làm được 50% như chúng ta thôi, là chúng ta đã x2 rồi, đúng không? Nếu hai người đó họ làm cho chúng ta được 70% như chúng ta, là được 1,4 lần nữa rồi. Nếu có 3 người được 70% của chúng ta, 7, 3, 21 là hơn được 2 lần nữa rồi. Nên chúng ta phải có đội nhóm, chúng ta phải xây dựng đội nhóm, phải đào tạo huấn luyện đội nhóm, phải phát triển đội nhóm, hay dắt họ đi học cùng chúng ta. Để về chúng ta có những tay phải, tay trái, chúng ta giao việc, chúng ta nói cái, chúng ta giơ tay lên là họ hiểu, chúng ta nháy mắt cái là họ hiểu, chúng ta muốn gì, truyền đạt cho họ cái gì. OPT là sử dụng Order People Time ấy, sử dụng thời gian của người khác. Vậy thì bây giờ nếu như chúng ta dưới một đội quân, chúng ta có, ví dụ như các bạn cứ nghĩ thế này, đơn giản thôi. Trên đó, người giàu có là người phục vụ được một số đông thiên hạ. Giả sử như một người một năm chỉ mang về cho chúng ta $1 thôi, tức là đó là tính chẳng là 24 ngàn, tức là một tháng họ mang về chúng ta 2 ngàn đồng. Vậy để kiếm 2 ngàn đồng của một khách hàng có dễ không các anh chị? Kiếm lời từ một người 2 ngàn đồng ấy dễ đúng không? Vậy một người là $1. Nếu như bây giờ giữa chúng ta có một người thì một năm chúng ta có $1. Nhưng nếu có 100 người thì chúng ta có $100. Giữa chúng ta có 1.000 người, chúng ta phục vụ được 1.000 người, chúng ta $1.000. Vậy chúng ta phục vụ được 1.000.000 người thì chúng ta có $1.000.000 một năm. Nó rất dễ, thông nhận như vậy thôi. Không cần phải nhiều, không cần phải một người mà lại cho chúng ta rất nhiều, chỉ cần một người $1 thôi. Cực kỳ dễ thu, cực kỳ dễ kiếm. À, tại sao những ông bán lẻ ông nào cũng giàu như vậy? Họ phục vụ được hàng 1.000.000 người, thậm chí là hàng 10.000.000 người, và mỗi người $1 thôi, trung bình ấy, không cần nhiều. Mà $1 thì rất dễ. Bây giờ đi trong lớp này thế này cũng vậy thôi, đi vòng vòng. Chị em hôm chẳng em đi quên mang ví rồi, chị cho em 25 ngàn, em ăn trưa được không? Đây người sẵn sàng cho mình đó. Về đi xung quanh ba con họ hàng của mình vậy, trên tích cực tao mỗi quán hay ba con họ hàng thân thiết, gặp ông nào họ Nguyễn là nhận làm anh họ chị họ hết. Họ Nguyễn là chiếm hết nửa dân số Việt Nam, là 50 triệu người thôi à, không? Vậy thì chúng cái thứ hai là Order People Opportunity OPO, sử dụng cơ hội của người khác. Vậy thì chúng ta biết sử dụng cơ hội của người khác, đấy là chỗ của anh. Bây giờ anh không có tiền, anh không có nhiều tiền, ngày xưa Bình cũng vậy. Mình tìm cơ hội, mình sao mình có được nhiều tiền, nhiều tỷ để mình ấy. Thì lúc đó mình tìm những ông ấy, những người chơi mình ấy, họ mua cái lô đất nào đó vài tỷ, anh cho em kẻ vào đó 100, 200 được không? Vài chục tỷ cũng được nữa. Thì chúng ta kẻ vào đó, chúng ta thường có cái tư duy sở hữu là sai. Hẹn 20 tỷ em góp vào được có 200 triệu thì được bao nhiêu đó. Góp vào 100 triệu thì em được có mấy? 1% mà 1% hay là 10% cái mẹ quan trọng đéo gì. Quan trọng là số tiền của chúng ta nó ít lên bao nhiêu lần, phần trăm nhiều lắm gì. Trên đó, nếu như sau này mình có những chương trình mình chia sẻ gọi là cơ chế vốn về gọi là cổ phần cổ phiếu của doanh nghiệp ấy, vậy thì cái đó nó cực kỳ quan trọng. Và nhờ đó mình kẻ mình đẻ vào những cái con chim tu hú á, đẻ vào tổ của con chim, đẻ vào đó kéo vào đó, vậy nó cứ tăng cho mình sử dụng cơ hội của người khác. Thì còn mình tiền nhỏ nhỏ, mua cái gì nó đắt thế, nó mua nhỏ thì nó đắt, thì mình kẻ và các ông ngoại như vậy, mình kẻ họ. Cho nên ấy, trong cái cổ phần định giá doanh nghiệp ấy, càng ít càng nhiều. Mark Zuckerberg sử dụng sở hữu Facebook giờ có 2,27%. Ông Nguyễn Đức Tài sở hữu Thế Giới Di Động giờ còn có 3,34%. Mà tại sao mỗi lần cổ phiếu đó nó tăng hoặc giảm, nó họ mất đi 1.000 tỷ hoặc có thể mang 1.000 tỷ. Đằng trong đó nó hay lắm.
Khi đó chúng ta sử dụng cái cơ chế, sử dụng cái công cụ này thì nó rất nhiều. Càng ít càng nhiều là như vậy, mọi người sẽ không hiểu. Cho nên ấy, nhiều khi chúng ta cứ ôm khư khư cái doanh nghiệp của mình ấy, không ở cửa cho ai vào ấy, thì nó không lớn được đâu. Chúng ta không sử dụng ngoại lực, nó không lớn được đâu. Đó. Và hay là bây giờ các bạn nghĩ đơn giản thế này này. Bây giờ các bạn đang sở hữu cái công ty đó 100%, và trị giá nó 20 tỷ. Nhưng chỉ cần khi công ty đó được định giá lên, nó phát triển lên, chúng ta được định giá 50 tỷ, thì chúng ta chỉ cần 5%, chúng ta cũng đã có 25 tỷ rồi. Mà nếu như mà 100 tỷ thì chúng ta chỉ cần 5%, 30%, chúng ta có 30 tỷ rồi. Nên nằm càng nghĩ càng nhiều là như vậy. Này thì chúng ta sử dụng cơ hội của người khác. Anh kiếm những người đang ấy đó, những người kinh doanh phong trò đó, anh mua lại giá đắt thì cũng được. Nhưng mà thằng đó nó ngu hơn anh, là nó không chịu có toilet, nó không chịu giặt chuồng xi, nó không chịu đi chợ. Anh có thể hợp tác với nó, hoặc là anh thấy có khu nào đó đang đầy thì anh mua. Ví dụ như vậy, anh muốn làm cái đó. Cũng đó là cách. Tại sao nó lại mua bán doanh nghiệp là như vậy? Tại sao ngoài đường nó có nhường quyền ở cái quán cà phê là như vậy? Nó sử dụng cơ hội của người khác đấy. Nó họ làm hết cho mình rồi đúng không? Thì anh chỉ cần bỏ tiền ra thôi. Marketing họ làm để bảng cà phê Viva Star là anh là ấy rồi. Mặc nhiên có khách rồi. Ví dụ như vậy. Đây là chúng ta hoặc là từ chối, hoặc là chúng ta sử dụng cơ hội của người khác, nguồn lực của người khác. Chứ không ăn tiền cho chúng ta phải tự làm.